một cái câu hỏi rằng là có một bạn hỏi rằng là vậy thì làm sao chúng ta đi tiếp cận được nhà đầu tư thiên thần? Nhà đầu tư thiên thần đi tìm ta hay ta đi tìm nhà đầu tư thiên thần? Vậy thì cái góc độ nó vậy này, cả hai. Các bạn nhớ là cả hai, tại vì ai cũng muốn gặp ai hết á, và luôn gặp được người tốt nhất. Vậy thì khi mà các bạn có một cái dự án hay và các bạn tự tin chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta hãy đi tìm. Nó thường thường nó thông qua các cái hiệp hội, hoặc là nhiều lúc nó cũng chả phải thông qua cái hiệp hội đâu ạ, mà nói chung nó bắt đầu từ cái việc xây dựng mối quan hệ. Những cái nơi nào mà những cái người mà họ có tiền nhiều á, họ hay tới lui họ chơi á, thì các bạn phải đi tìm họ. Và các bạn gặp họ và các bạn chia sẻ cái ý tưởng của mình, thì tự nhiên là họ sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Tức là trước tiên là chúng ta là người khởi nghiệp, chúng ta phải chủ động đi tìm những cái người mà có tiền nhiều á, chúng ta cứ nói chuyện với họ. Nhiều lúc họ chưa phải là nhà đầu tư thiên thần đâu, nhiều lúc họ cũng chung chưa phải là có ID đâu, tuy nhiên mà nghe các bạn nói cái nhiều thiết á, thì tự nhiên họ có ID. Có thể là mình trích ra một cái khoản tiền mình đầu tư cho các bạn này, bởi vì thấy bạn này tuyệt vời quá. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tuy nhiên có những nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp, thì họ có lập luôn cả một cái văn phòng, họ đi tìm những các bạn trẻ, không những họ lập cái văn phòng, họ còn rủ thêm nhiều nhà đầu tư của bạn của họ nữa để hỗ trợ nữa. Thì rất vui là ở Việt Nam chúng ta gần đây thôi bắt đầu có tín hiệu đó. Còn các bạn thấy ở nước ngoài là họ có những cái quỹ, thậm chí có những cái người đại diện trong một cái quỹ thiên thần đó, và họ lập văn phòng ở tất cả các nước luôn, nhiều nước đó, và chuyên đi tìm các cái dự án. Và cái còn lại mà khi bạn có dự án hay thì bạn cứ liên tục bạn gặp họ. Nói chung là cả hai bên đều đi tìm nhau các bạn. Không có phải là các bạn đừng cứ tưởng là nhà đầu tư họ không cần bạn đâu. Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp là họ luôn đi tìm bạn. Và nói chung là cái cách để chúng ta đi tìm nhà đầu tư, cái cách chúng ta gặp nhà đầu tư, cái cách chúng ta trình bày trước nhà đầu tư cũng là cái cách mà chúng ta bắt đầu của cái việc kinh doanh. Nghĩa là chúng ta phải biết tiếp thị và PA mình ra bên ngoài. Và càng PA mình nhiều thì cái sự phản hồi nhiều, thì cái dự án bạn có thể lúc đầu nó chưa hoàn thiện, nó chưa được hay, thì qua 10 lần rớt, qua như 10 đầu tư, ví dụ 10 nhà đầu tư thiên thần ví dụ vậy, thì biết đâu là cái dự án bạn nó rất là tuyệt vời, cho đến khi bạn gặp nhà đầu tư số 11, số 12, bởi vì các bạn được 10 nhà đầu tư kia góp ý cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.